Ba câu nói khiến bạn khuynh gia bại sản. Ba câu nói của bệnh viện sau khi xem xong, mọi người đều sẽ thổn thức không thôi. 1. Bệnh này của ông rất nghiêm trọng. 2. Tuy nhiên, vẫn có thể chữa được. 3. Chỉ có điều cần phải tốn rất nhiều tiền. Ba câu nói của ngân hàng khiến bạn đã rét vì tuyết, lại cóng vì sương. 1. Chúng tôi thật sự rất thông cảm cho anh. 2. Nhưng quy định chính là như vậy. 3. Không trả xong nợ thì phải bị tịch thu nhà. Ba câu nói của chuyên gia mang đến than hồng trong ngày giá rét cho bạn. 1. Bác sĩ tốt nhất chính là bản thân mình. 2. Bệnh viện tốt nhất chính là nhà bếp. 3. Liều thuốc tốt nhất chính là món ăn. Trên thế giới, giường gì đắt đỏ nhất? Đó là giường bệnh. Tiếng xe cấp cứu vang lên, một năm làm lụng chăn nuôi coi như mất trắng. Một lần nằm viện, 3 năm tiền lương mất sạch. 10 năm tích cóp dành dụm, một cơn bệnh đều đổ sông đổ biển. Bệnh nhẹ còn kéo dài được mạng sống. Bệnh nặng phải sống chung với bệnh. Bệnh khó qua khỏi chỉ đợi ngày trình diện Diêm Vương. Đầu tư sức khỏe thì luôn nói không có tiền. Dù cho có cũng nói không. Đợi đến lúc bệnh tốn cả khối tiền, lúc này dù không có cũng phải kiếm ra. Những lúc bàn luận sức khỏe với người khác, dù rảnh cũng bảo không có thời gian. Đến khi Diêm Vương triệu khiến, dù không rảnh cũng phải đi. Thời đại thế kỷ 21, thứ gì đắt đỏ nhất? Đó là sức khỏe. Thời đại thế kỷ 21, tòa lầu nào có giá cao nhất? Đó là bệnh viện. Vậy như thế nào là khỏe mạnh? Khỏe mạnh là bản thân không phải chịu tội khổ. Khỏe mạnh là con cái không phải vất vả gian nan. Khỏe mạnh là bớt tốn tiền thuốc men. Khỏe mạnh là có nhiều tiền để dưỡng lão. Vậy sức khỏe và tiền bạc có mối quan hệ gì? Thân thể khỏe mạnh cũng như tài sản vô hình. Giữ cho thân thể khỏe mạnh cũng giống như giữ khoản tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Bệnh tật chính là khoản bội chi ác tính. Bệnh nặng thì khuynh gia bại sản. Vất vả phấn đấu mấy chục năm, một cơn bệnh nặng lại về lúc trước. Yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, không yêu sức khỏe cũng như không. Có người có thể lái xe thay bạn, kiếm tiền thay bạn, tiêu tiền thay bạn, nhưng lại không ai có thể bệnh thay bạn. Thứ gì mất đi đều có thể kiếm lại được, nhưng duy chỉ có một thứ khi mất đi thì không thể kiếm lại được nữa, đó chính là mạng sống. Quang cảnh đời người ngay ở trên đường. Chỉ có sức khỏe tốt mới có thể đi thưởng ngoạn cảnh đẹp của thiên nhiên. Bạn thử nghĩ xem có đúng như vậy không? Điều không thể xem nhẹ nhất chính là sức khỏe của bản thân. Một khi sức khỏe không còn nữa, mọi thứ cũng đều trở nên vô nghĩa. Vậy nên, bắt đầu từ bây giờ bạn cần phải yêu bản thân mình hơn, coi trọng sức khỏe của bản thân mình hơn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Để ủng hộ kênh, hãy bấm đăng ký và bật chuông thông báo cho các video tiếp theo.